từ tiền bạc đến tài sản của Trường Giang đều do Nhã Phương giữ. Làm nóc nhà kiểu này ai cũng muốn làm. Thậm chí rồi sau này có vấn đề gì tài sản là của tôi hết. Cô có công chứng không? Công chứng. Cô công chứng không? Cũng có công chứng luôn. Thiệt luôn á hả? Cho áo 120 quần. Ủa chắc là nói đúng vậy? Ủa đúng luôn hả? Giờ anh có bao giờ mua áo quá 150 đâu. Nhã Phương đã bất ngờ tiết lộ cô bị tâm lý bất ổn nhẹ trong giai đoạn sinh bé Destiny. Cô đã yêu cầu Trường Giang ký giấy để lại tất cả tài sản cho mình nếu có chuyện gì không hay xảy đến. Tôi hay mắng chồng và bắt chồng phải làm cái đơn. Chồng Phương phải là người viết, Phương đọc cho chồng viết, sau đó chồng tự ký. Ý là sau này vợ có làm gì thì cũng không được phép nói lại. Thậm chí, nếu có vấn đề gì thì tài sản là của tôi hết, Nhã Phương kể. Sau khi Trường Giang viết giấy và ký xong, tờ giấy đó được mang đi công chứng. Cô cũng nói rằng Trường Giang làm vậy để an ủi, động viên tinh thần cho bà mẹ mới vừa sinh con xong. Nhã Phương nói những va vấp trong cuộc đời đã dạy cô lớn lên. Cuộc đời Phương, tính tới bây giờ thì va vấp đã dạy Phương lớn lên. Từ đó mình sẽ chiêm nghiệm và hiểu mình cần làm gì. Phương nghĩ không nên sợ hãi quá, cứ đi tới đi. Phương tin chắc là sẽ có con đường mở cho mình, không bao giờ là đường cụt cả đâu. Vậy nên Phương muốn nói là các bạn ơi, hãy cứ va vấp đi để còn biết yêu gì, thích gì và ghét điều gì, Nhã Phương nói. Trải qua 6 năm về chung nhà, Nhã Phương đã hạ sinh đủ nếp, đủ tẻ cho Trường Giang với bé gái tên Destiny, sinh năm 2019, và bé trai tên Hope, sinh năm 2023. Từ khi chào đời, hai nhóc tì được cặp đôi giấu kín diện mạo cũng như thông tin. Trường Giang từng cho biết bao nhiêu các xe anh làm ra đều chuyển thẳng về tài khoản của Nhã Phương. Theo đó, nam danh hài cho biết mình chẳng khi nào biết đến chuyện tiền, không rõ bản thân làm được bao nhiêu vì hầu như kế toán, trợ lý đều chuyển hết về cho Nhã Phương. Trường Giang không xài tiền, khi đi làm anh sẽ ăn với đoàn quay, chi phí phát sinh đều có trợ lý do vợ thuê đảm nhận. Chồng em đi mà thấy thịt ngon quá tấp vô mua và... Ủa chết rồi, mình không có mang tiền vợ, mang tiền để trả. Thực ra là tại vì có tiền trong ví của anh. Nên tại sao mỗi lần mà anh đi làm thì hầu như em sẽ luôn đưa tiền cho bạn trợ lý. Mười khó bày tỏ, chuyện tôi để vợ giữ tiền, tôi nghĩ là bình thường vì của chồng công vợ. Vợ giữ tiền thì cũng mua đồ lại cho mình, chứ không có gì cả. Hàng ngày tôi chẳng chi tiêu gì cả. Vợ tôi giữ tiền, tôi đi làm có một cô trợ lý do vợ tôi thuê về. Đi quay mà ăn uống gì là cô trợ lý đó sẽ trả tiền, chứ tôi không phải trả. Tôi không có cơ hội tiêu tiền vì đi làm từ sáng đến tối, chẳng tiêu gì hết, ăn uống thì ăn cơm đoàn luôn. Có chồng là nghệ sĩ hài hàng đầu, cát xê cao nhưng Nhã Phương cũng cực tiết kiệm. Cô không phung phí hàng hiệu, mua sắm món nào cũng cân nhắc kỹ càng. Đến mức Trường Giang còn phàn nàn, bảo rằng ghét nhất ở vợ một điểm chính là không xài tiền. Anh cho biết, vợ anh ghét nhất ở một điểm là không chịu xài tiền, kêu mua cái này không, không mua, mua chi. Ngoài ra, có ông xã nấu ăn xịn như đầu bếp nên Nhã Phương cũng tiết kiệm một số tiền lớn cho việc ăn uống. Ăn rất nhiều nha, vợ tôi ăn cực kỳ nhiều nha, nhưng không hề mập là nhờ tôi. Hầu hết những món ngon đều do Trường Giang nấu tại nhà. Chẳng những thế, cô còn thích xin thức ăn từ nhà nội bé Destiny. Chẳng những thế, Trường Giang còn nói đến việc vợ kiểm soát tiền rất kỹ, không dễ dàng để người khác mượn tiền. Anh hài hước đáp trả lời thách của Lê Dương Bảo Lâm khi cậu em xúi điện thoại mượn vợ 100 triệu đồng. Nam danh hài nói rõ, bây giờ em gọi cho vợ anh đi, em mượn được 1 triệu anh kêu em bằng sư phụ. Ai mượn vợ tôi được 1 triệu tôi gọi bằng sư phụ chứ nói gì đến 100 triệu. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.